Ngày 19 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tú, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào đề án cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với đô thị hóa và phát triển công nghiệp dịch vụ huyện Huỳnh Bồ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về phía lãnh đạo đơn vị thực hiện đề án, có tiến sĩ Vũ Hồng Quang, phó viện trưởng Viện Chính sách và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau củ quả một số chuyên gia đồng ngành các viện thổ nhưỡng và đất đai, viện lâm nghiệp. Tại hội nghị, đại diện Viện Chính sách và Phát triển Nông thôn đã báo cáo trước Ban thường vụ dự thảo đề án cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với đô thị hóa và phát triển công nghiệp dịch vụ huyện Huỳnh bộ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Theo đó, dự thảo đề án đã nêu rõ tính cấp thiết, căn cứ pháp lý và đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Huỳnh bộ phân tích đánh giá cụ thể thực trạng những thuận lợi khó khăn hạn chế trong phát triển kinh tế nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp huyện Hoành Bồ từ tình hình sử dụng đất nông nghiệp, việc tổ chức sản xuất, thực trạng phát triển kinh tế nông thôn, nêu rõ thời cơ và thách thức trước yêu cầu phát triển. Qua đó, đề án đã nêu ra những định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đưa ra giải pháp thực hiện cho huyện Hoành Bồ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở dự thảo đề án, đại diện các cơ quan chuyên môn, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực đã tham gia nhiều ý kiến bổ sung đóng góp nhằm hoàn thiện đề án một cách tốt nhất. Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh Tú, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy khẳng định và đánh giá cao sự vào cuộc hết sức khẩn trương tích cực, bám yêu cầu của huyện của các đơn vị thực hiện đề án khẳng định sự quan tâm lớn của bộ phát triển nông thôn và các viện, các sở ngành của tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu đóng góp cho ý kiến để dự thảo đề án được hoàn chỉnh đúng tiến độ. đồng chí yêu cầu đơn vị thực hiện đề án sát hơn nữa thực trạng trên các lĩnh vực để có giải pháp cụ thể hơn. đồng chí nhấn mạnh nông nghiệp hành bồ sẽ dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, trong đó lấy công nghiệp dịch vụ của các địa phương lân cận dẫn dắt nông nghiệp của huyện hành bồ. đề án cần chỉ rõ hơn lộ trình cụ thể trong triển khai thực hiện các mô hình sản phẩm cụ thể thiết thực, xác định các mô hình nông nghiệp dẫn dắt du lịch để tập trung đầu tư phát triển. Huyện sẽ tranh thủ tối đa các nguồn lực để từng bước thực hiện có hiệu quả đề án. Đồng chí giao ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp giả soát, hoàn chỉnh lại đề án trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho ý kiến trước khi phê duyệt và công bố vào dịp tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của huyện.